Video này mình thực hiện test hoạt động phần băng cassette của chiếc đài Panasonic Commodore RXCS 710. Video trước test line in rồi, test băng test radio rồi, video này test băng cassette. Chiếc đài này cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ 750.000 đồng. 750.000 đồng là tiền đài, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Cửa văng ra là mới phịch phát. Bộ cơ này xin thưa tới quý vị và các bạn, bộ cơ này chạy gì nhá, chạy bánh răng nhá. Đấy, chạy bánh răng. Chạy bánh răng chứ không phải chạy vòng cao su như QT88 đâu. Sáp QT88 thì chạy vòng cao su. Cái này thì cơ chạy bánh răng, nó khác nhau hoàn toàn nhá. Ở ngoài trận tuyến ai hẹn được ngày về. Rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn khuất sau đồi. Những chiều hành quân ôi, những chiều hành quân tín chiều hoang biển đi. Một chiều hành quân được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không chết người trai khói mà chết người em gái hậu phương tuổi xuân thì. Ôi ngày trở lại nhìn đôi xin nay vắng người em thơ. Ôi đôi xin tìm chạy xa khuất lan dần theo bóng. Nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim đêm đẹp chiều đi không hết. Tím cả chiều hoang nay, tím cả chiều hoang đến ngồi bên mồ mình. Chuyện ngày hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi. Khói bút bên hương tàn nghi ngút trên mồ đầy cỏ vàng mà đường về thênh thang. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy. Đồi hoang mới tiêu điều. Một rừng đầy hoa xinh nên để chiều đi không hết. Tím cả chiều hoang nay, tím cả chiều hoang đến ngồi bên mồ mình. Chuyện ngày hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét. Khói bút
vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đôi hoang mới tiêu điều. Tôi xin vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đôi hoang mới tiêu điều. Đôi xin vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy. Tạm dừng cái này. Tua này. Êm ái không? Tua này. Cua tua rất khỏe nhá. Dây cua ra bánh tì các thứ tay hết rồi. Cơ chạy bánh răng cơ mà. Chuyện ngày hợp hôn, nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói bút bên hương tàn trên mồ đầy cỏ vàng, mà đường về thanh thang. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đôi hoang mới tiêu điều. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đôi hoang mới tiêu. Nghe sướng cái lỗ tai thật. Thóc thì mềm mại và êm ái. Ừ, kể cả năm trà là của chị Huyền Trâm luôn. Sau Cười Xuyên Việt thì đời sống nghệ thuật của em nó có thay đổi nhiều không? Được suy sởi và suy sống tại Việt. Tức là bạn ấy thời gian đi lao động ở Nhật, làm việc ở Nhật. Bây giờ thì về Việt Nam rồi đúng không anh? Và chơi tháng sau đó đi. Tháng sau. Ôi, radio thì video trước test rồi, miễn bản. Thân ái chào tạm biệt, 750.000 đồng không thể rẻ hơn được. So với mức tiền này thì có nhiều chiếc đài 750.000 đồng, đồng giá với nó thì phải gọi cái đài này bằng cụ tổ.